Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát tại huyện Thủy Nguyên về kết quả thực hiện nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐ-NG ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội cấp xã. Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐ-NG ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Đồng chí Phạm Quốc Ca, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng đi có đại diện một số sở ban ngành thành phố. Về phía huyện có đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện. Theo báo cáo của huyện Thủy Nguyên, theo Nghị định số 20, huyện Thủy Nguyên được bố trí tối đa 444 người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở xã thị trấn và 855 người ở thôn, tổ dân phố. Song có mặt tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 310 người hoạt động chuyên trách cấp xã thị trấn và 682 người ở thôn tổ dân phố. Số còn lại là kiêm nhiệm giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã thị trấn và thôn tổ dân phố. Nguồn kinh phí chi trả đều là ngân sách xã thị trấn. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện nghị quyết số 20 cùng với việc thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, thì số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư nhiều, gây khó khăn cho công tác bố trí tại địa phương. Cụ thể, so với trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 203 người và không có chế độ hỗ trợ thôi việc. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập, địa bàn rộng sẽ khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Tại cuộc làm việc, huyện Thủy Nguyên đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm điều chỉnh tăng hệ số chi phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Qua nghe báo cáo ý kiến của đại diện các thôn, bí thư tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phạm Quốc Ca chia sẻ áp lực với lực lượng cán bộ cơ sở do khối lượng công việc tăng lên sau khi sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều việc, chức danh, kể cả nhiệm vụ tiếp công dân, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương còn hạn hẹp. Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến để tổng hợp cùng các địa phương trong đợt giám sát, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chuẩn bị cho phiên chất vấn trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.